gì vậy? Thôi, trời con gái gì mà ăn mặc quê mùa. Coi kìa coi kìa, cái tướng như đàn ông gì đó, xấu hổ chết đi được. Cái này đâu phải con gái, cái này là trai vợ gái mà. Không phải con gái đâu mọi người. Nè, sao con mặc kỳ vậy? Cô đi về đi. Anh Tùng, anh không nhận ra em hả anh Tùng? Có chứ, tôi có nhận ra cô chứ. Nhưng mà tôi không thích Thảo mà ăn mặc kiểu này, cho nên cô đi về đi. Anh Tùng ơi, người yêu của anh không còn gì để mặc hết á, anh đừng có đuổi em nha anh Tùng. Tùng, đi về đi. Đừng có đuổi nó về làm gì hết á, chia tay nó luôn đi. Trời ơi, xấu như vậy, quê mùa như vậy, yêu hả xấu hổ chết đi được, mất mặt lắm. Đúng mọi người, chia tay đi. Rồi chia tay, chia tay, chia tay, chia tay, chia tay, chia tay. Chia tay em mà, đừng có đuổi em mà. Nghe tôi nói nè, mình chia tay đi.